Vừa phiên, vừa dịch, rồi mình vừa duyên nữa. Thôi em tức quá à, anh Trung. Sao em? Cái dòng mà nhiều người đáng đúng, em ít người đáng sai bực nha. Quạo đi về. Em nghe được mùi giàu có rồi ạ. Không, giàu có hay là giàu gió? Chúng ta đang quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6. Và đây là vòng 4 được mang tên Lập luận đó thưa quý vị khán giả. Wow. Thôi em tức quá à, anh Trung. Sao em? Cái dòng mà nhiều người đáng đúng, em ít người đáng sai bực nha. Quạo đi về. Tất cả mọi thứ người ta nói rằng không ai may mãi được. Các không em, chịu. Các em may 2 lần rồi thì cũng phải có 1 lần không may chứ. Và chúng ta sẽ cùng đến với gói tiền thưởng tiếp theo. Các bạn sẽ lựa chọn. Còn gì nữa đâu. 4 đi. 4 đi. 4. 4. Số 4. Và chúng ta sẽ có nghề tương ứng đó là nói nữa là tất cả tất cả phiên dịch viên. Ê, hôm nay chương trình wow. Như chơi tụi mình á. Đúng rồi, thấy gặp hai nhỏ mà nói mà hay vừa đớt vừa nhanh, nó mà hiểu chọn cái số toàn là về làm giọng nói không à. Phiên dịch viên chị hả? Chị Nhi ạ, chị có thể dịch cho em được cái đó là mình làm sao mà vừa phiên mà vừa dịch rồi mình vừa viên nữa. Tại vì nãy giờ em cũng đùa với mọi người thôi. Phiên dịch viên thì quá đơn giản rồi, là một người á là nói một cái tiếng khác, rồi cái người phiên dịch viên đó là sẽ dịch ra một cái tiếng khác. Hả? À. Ngày càng thể hiện trí tuệ sâu sắc. Nào, các em hãy lựa chọn đi một trong hai khách mời còn lại. Phiên dịch viên là phải rất là giỏi, phải là giỏi ngoại ngữ. Rất phân là tích giỏi đi. Ngoại ngữ. Nhưng mà hồi nãy giờ nói tiếng Việt không mình cũng không biết nha. Đúng rồi, nãy giờ em nhìn số 3. Vừa rồi là các bạn đã đang phân vân với số 3 đúng không? Vâng. Vậy thì bây giờ tôi sẽ hỏi trợ lý để các bạn bớt phân vân. Theo em thì là số mấy? Số 1 anh. Dạ. Em bắt đầu hiểu chương trình hơn rồi đấy. Bắt nhịp rồi đó. Các bạn đã bớt phân vân chưa khi nghe trợ lý của chúng tôi lựa chọn số 1? Bớt phân vân ghê luôn á. Ừ. Và em là số bar. Em chọn số bar. Đi bar. Số bar. Nào, hãy cùng xem kết quả. Wow! Yeah! Không có một dữ kiện nào, tất cả chỉ là trực giác. Đúng lần này thì các bạn đã có trực giác chính xác. Vỗ tay cho người chơi, họ đã đúng. 25 triệu. Dạ. Em cười, em nghe được mùi giàu có rồi ạ. Không, giàu có hay là giàu gió? Bây giờ số nào cũng giàu có hết ạ. Nào, hãy cùng đến với số 4. Giàu quá à. Dạ, em giàu quá à. Em giàu quá mọi người ơi, em giàu quá. Giàu có không phải là giàu gió à. Dạ. Và chúng ta hãy cùng mời chàng trai ở vị trí số 3 bước lên phía trên. Em có thể bỏ mặt nạ ra và giới thiệu về mình một lần nữa. Em xin chào mọi người ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Hà Trung. Hiện tại thì em đang là phiên dịch viên tiếng Hàn tự do tại Hà Nội ạ. Em đang là phiên dịch viên tiếng Hàn. Dạ vâng ạ. Tự do. Ôi, nói về tiếng Hàn hả? Anh nhớ xeo. Anh rất mong em có thể nói với Diệu Nhi, trợ lý là một nghề rất cao quý, hãy gìn giữ nó. 네, 지금 하고 계시는 일은 되게 고귀한 일인데요. 네, 네. 그래서 네. 네. 잘 하셨으면 네, 네, 너무 네. 고맙다고. 네, 자요. 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 phiên dịch viên tiếng Hàn anh nghĩ là có rất nhiều. Có những người thì vì sống ở Hàn một thời gian mà biết được tiếng địa phương. Rồi có những người thì được học hành rất là chính quy. Vâng. Và có những người thì cả hai luôn. Vâng. Vậy thì em cơ duyên nào để em biết tiếng Hàn và trở thành một phiên dịch viên? Em là sinh viên khoa tiếng Hàn của trường Đại học Hà Nội. Và trong quá trình mà học tại trường đại học thì em có được học bổng của chính phủ Hàn Quốc và em có đi du học tại bên Hàn Quốc nữa. Vâng. Học bổng bao nhiêu năm ở bên Hàn Quốc hả bạn? Em đi du học trao đổi 1 năm ạ. Trao đổi 1 năm. Nhưng mà bạn có quyết định là về Việt Nam làm hả? Chứ bạn không nghĩ là mình sẽ có thể ở bên Hàn Quốc làm một công việc bên Hàn Quốc? Dạ vâng, tại vì em thích cuộc sống ở Việt Nam mình hơn và muốn được làm phiên dịch ở Việt Nam hơn ở bên Hàn. Trong tương lai em có định xác định cho mình cái công việc đường dài là gì không? Hay cứ muốn chỉ là một phiên dịch viên tự do thôi? Dạ, hiện tại thì ngoài làm phiên dịch viên tự do thì em cũng đang có một hệ thống đào tạo Hàn ngữ tại Hà Nội.
Còn các trung tâm tiếng Hàn của em thì chuyên đào tạo về tiếng Hàn từ cơ bản đến nâng cao. Wow, vậy là em có một trung tâm của mình. Vậy thì trong tương lai nếu như anh có những cái công việc tại Hàn Quốc, anh muốn mời em đi cùng để giúp anh về phiên dịch thì em có thể đi cùng anh được không? Dạ vâng, em rất sẵn sàng ạ. Mặt chi phí thì thôi chúng ta sẽ làm việc xin sau. Dạ vâng. Anh Trung giàu lắm, em cứ việc lấy giá cao thật cao nha. Anh giàu lắm luôn á. Em thôi đi, Hoàng Yến. Cảm ơn em đã đến với chương trình. Chúc em may mắn và thuận lợi cho công việc của mình. Đáng chúng á thì kỳ, ta tưởng mình là cơ cấu không? Bây giờ bộ đoán sai. Em là trợ lý của anh. Vậy thì em không phải là người chơi. Dạ, em hãy bình tĩnh. Em bình tĩnh tại em bức xúc chương trình quá. Có nghĩa là các bạn nghĩ rằng là chương trình đưa trợ lý vào ngồi cạnh tôi để bảo lưu số tiền anh ạ. À. Để gài các bạn. Không muốn cho những người chơi nên mang được nhiều tiền về á. Cùng quay trở lại với chương trình Giác quan thứ 6 và đây là vòng cuối cùng được mang tên gì? Vòng cuối cùng tên là gì? Quyết định. Đúng rồi. Còn gì mà chọn nữa anh? Đúng. Số 1, gói tiền số 1 tương ứng với bạn số 1. Chủ đích của em từ đầu thôi. Nào, hãy cùng bây xem. Bây giờ hỏi anh chứ bây giờ đoán trúng á thì kỳ, ta tưởng mình là cơ cấu không? Bây giờ bộ đoán sai. Rồi. Bây giờ số 1 với số tiền là 5 triệu chắc chắn rồi. Nhưng quan trọng là hai nghề nghiệp cuối cùng là gì để các bạn lựa chọn ứng với vị khách số 1. Nghề nghiệp Giáo viên. Biên tập viên. Quá rõ ràng. Cái này nó quá rõ ràng rồi ngày hôm nay. Ngày hôm nay rồi. Nó như vậy luôn rồi. Như vậy quá là cái, rõ ràng. Như vậy là cái gì? Ngày hôm nay chúng ta chuyên về giọng nói đúng không? Thì bây giờ cái này phải là giáo viên. Tại vì biên tập viên với lại những người hồi nãy là đã liên quan với nhau mà mình đoán đúng như vậy là quá dễ dàng. Chương trình cho tiền mình về à? Mình phải đoán là giáo viên. Em có còn nhớ mình là ai trong chương trình không? Em là trợ lý của anh. Vậy thì em không phải là người chơi. Dạ, em hãy bình tĩnh. Em bình tĩnh tại em bức xúc chương trình quá. Lựa chọn thuộc về các bạn. Thật ra giáo viên thì không biết là giáo viên dạy cái gì. Đúng. Tại nếu mà giáo viên dạy trong trường thì không thể nhậm tóc rồi đó. Như chị em mình cũng là giáo viên. Đúng rồi, nhưng mà không biết giáo viên dạy về cái gì thôi. Đúng. Nên mà nhậm tóc là không thể nào giáo viên rồi. Thật ra nếu mà là một cái trung tâm nào đó thì vẫn có quyền nhuộm tóc, nhưng mà nếu làm phương phạm chính thống thì không được. Như dạy nhảy hay dạy kỹ năng như mình đi thì là ví dụ như giáo viên anh được. Văn hay gì ở ngoài trường một cái môi trường tư nhưng nhân. Nhưng mà theo cái sự chuỗi nãy giờ là chỉ có biên tập viên là một cái guồng đó thôi. Không lẽ cương trình chợt như vậy chứ. Cái chương trình đơn giản như vậy chợt quá chợt. Em chọn biên tập viên. Và các bạn sẽ lựa chọn đó là biên tập viên. Như vậy là rất phân vân với giáo viên. Nhưng rồi cuối cùng người chơi lại lựa chọn biên tập viên. Tôi muốn hỏi lý do tại sao ạ? Tại vì em không muốn theo cái sự suy đoán của chị Diệu Nhi ạ. Em không thích chị kiểu phân biệt như vậy nên em chọn biên tập viên ngược lại với chị. Đi lại ngược với lại cái số đông gài á. Là biên tập viên dạy. Có nghĩa là các bạn nghĩ rằng là chương trình đưa trợ lý vào ngồi cạnh tôi để bảo lưu số tiền anh ạ. À. Để gài các bạn. Không muốn cho những người chơi nên mang được nhiều tiền về á. Rõ ràng từ đầu giờ là chị nói không có gì rõ ràng hết. Sống trong cuộc sống chúng ta phải biết nhìn nhận và đôi khi phải đặt câu hỏi cho nhiều vấn đề. Nhưng các bạn có bị đa nghi quá không khi chúng tôi đang mang tới cho các bạn những niềm vui và giải trí tiếng cười? À không, như em nghĩ mục đích chương trình là vậy ạ. Thưa quý vị, đôi khi muốn làm người tốt thật khó. Nhưng liệu chúng tôi có phải là người tốt hay không? Hay họ ở đây, những người chơi của chương trình là những người đã đưa ra quyết định đúng? Bây giờ sẽ là kết quả. Hôm nay làm trong hết trong đại phòng thu hết luôn ha. Là một trường giáo viên thôi. Sai. Em cố tình sai anh ơi. Trời ơi. Ủa sao vậy? Sao vậy? Buồn à? Bực mình là gợi ý mình không nghe á. Chịu nghe. Ý là vậy á, nói không nghe. Chịu nghe đúng không? Nè bây giờ Nhi cứ im đi à. Mời chị sẽ đọc ra được tiếng lòng của em à. Thấy chưa, nói mà không chịu nghe. Tức ghê vậy, nói mà nãy giờ không chịu nghe. Nhắc như vậy rồi mà cứ thiệt tình không? Nó cãi tôi. Người ta đã sâu chuỗi như vậy rồi. Cãi tôi. Tức thiệt chứ. Lắm. Đúng không? Chết chưa? Tôi chết luôn rồi đó. Cho mày chừa. Rồi.
Thưa quý vị, tôi đã tìm ra định luật hoạt động của trợ lý Diệu Nhi trong chương trình. Đó là em cứ nói thoải mái. Nói đúng có khi người ta tưởng là sai, mà nói sai có khi người ta tưởng là đúng. Dạ đúng. Đó chính là một thử thách dành cho người chơi trong chương trình. Và nghề chính xác của khách mời cuối cùng đó chính là nghề giáo viên. Có hùn như tôi. Anh em có hùn như tôi nha. Ê vậy lát này chia đôi nha. Số 1 nha. Dám chia đôi. Và chúng ta sẽ mời vị khách số 1 tiến lên phía trên. Bạn hãy giới thiệu một chút về mình cũng như cái môn học mà bạn đang dạy. Lần đầu tiên xin cho phép Bá Đạo gửi lời chào đến anh Thành Trung, chị Diệu Nhi cùng tất cả các quý vị khách mời và các bạn khán giả đang xem chương trình. Hiện tại công việc của mình là giáo viên tiếng Anh cho một trung tâm của tiếng cá nhân. Tiếng Anh đúng quá kìa con ơi. Con nói chị nói là biết đâu là giáo viên tiếng Anh. Tiếng Anh đúng rồi. Đồng thời thì em cũng là giáo viên tiếng Anh và kỹ năng cao cấp cho các tập đoàn trong và ngoài nước cũng như là các CEO lãnh đạo của các tập đoàn lớn ở trong nước. Em tốt nghiệp trường Đại học Ngoại thương năm 2011 chuyên ngành kinh tế đối ngoại. Sau đó em đi làm việc cho một công ty bên hàng không. Sau đó 2 năm nữa là em đi học bằng TESOL của quốc tế. Và hiện tại em đã có 5 bằng quốc tế về sư phạm tiếng Anh. Và đã có kinh nghiệm dạy hơn 110 khóa tiếng Anh trong và ngoài nước. Wow, rất đáng nể. Bạn có còn năng khiếu gì nữa không ngoài ngoại ngữ? Bên cạnh ngoại ngữ thì Bá Đạo cũng may mắn là có một số tài lẻ. Ví dụ như là ca hát, phiên dịch viên, làm MC, cũng như là Đạo tham gia các chương trình văn nghệ đánh trống, drummer. Và Bá Đạo đi đánh trống từ năm lớp 3, tức là khi năm 8 tuổi, đến bây giờ là hơn 20 năm. Wow, làm hết luôn rồi. Thì trong số những năng khiếu mà bạn có ngoài ngoại ngữ ra thì có cái năng khiếu nào bạn có thể biểu diễn được trên sân khấu của chương trình không? Dạ chắc chắn rồi, đã đến chương trình ngày hôm nay thì Bá Đạo sẽ có một món quà gửi tặng cho mọi người. Đó là Bá Đạo là người đã sáng tạo ra một cái phương pháp mới để học tiếng Anh, tạo cái sự cảm hứng cho mọi người. Đó chính là học tiếng Anh qua các ca khúc bolero và dân ca của Việt Nam. Oh my god, oh my god, so surprised. Chúng ta cùng đến với phần cuối cùng của chương trình hôm nay. Đó chính là mở chiếc két mà hai người chơi đã lựa chọn từ đầu chương trình. Số tiền thưởng các bạn đang có là 36 triệu ạ. Nó có thể nhân đôi, có thể chia đôi hoặc giữ nguyên, tùy thuộc vào tấm thẻ với thông điệp ở trong chiếc két này. Nhưng các bạn có quyền được đổi két, chỉ cần mất đi 10% giá trị tiền thưởng của mình. Các bạn có muốn đổi một chiếc két khác không? Không, mình phải có trách nhiệm những sự lựa chọn của mình. Mình phải có chính có kiến chứ. Mình phải có chính kiến chứ. Ai mà đi dễ dàng siêu đúng lòng rồi, với những lời nói như vậy đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, xin mời anh chị hãy bấm thăng và 3508 thăng. Không, đây phòng số 8 đâu rồi. Ủa, số 8 lạ quá. Thăng. Rồi thăng. Open. 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 Mở. Mời bạn, hãy lấy. Két sắt này xịn nha. Két sắt này xịn nha. Hai, ba lần. Ôi trời ơi. Giàu quá. Mình giàu quá, giờ sao đây chị? Bây giờ mình phải làm thế nào? Các bạn hãy quay ra cho khán giả được nhìn thấy ạ. Giữ nguyên à? Giữ nguyên. Chúng ta đương nhiên sẽ giữ nguyên tiền thưởng của hai người chơi 36 triệu. Chúc mừng các bạn. Wow. Ít nhất thì số 1 không làm thất vọng lần nữa. Cảm xúc của các bạn lúc này thế nào? Ngày hôm nay em rất vui ạ. Hết. Rất là vui ạ. Trợ lý, cảm xúc của em là gì? Như họ. Buộc chịu. Buộc vui ạ. Buộc vui ạ. Thưa quý vị, chúng tôi rất vui, khán giả rất vui vì đã có một chương trình rất hay. Và hơn hết, Giác quan thứ 6 đã quay trở lại với quý vị khán giả vào khung giờ phát sóng. Đó là 12 giờ trưa Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Cảm ơn Hoàng Hiến, cảm ơn Tuấn Kiệt đã đến với chương trình. Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị vào trưa Chủ nhật tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.